Đào này là kiểu đào vào mùa xuân đấy các bạn, kiểu mới nở luôn. Rừng này rừng pha kê à? Này là cái cỗ máy thời gian. Đó đó kìa, đó đó. À hả? Hello hello mọi người. Thun đây. Chào em nha. Cây bông, cây tuyết, cây đào, không cây nào đẹp như là cây của nhà bạn này. Trời ơi, ủa sao nay mỡ lẻ ta, làm gì mà để cái quả mặt gì mà đen xì trời, đen đâu à? Rõ ràng là đen mà trời, không thấy cái mắt đâu kìa, đâu có thấy cái mắt đâu, trắng mà, trắng đâu trắng. Thôi bỏ qua vấn đề đi, nhưng mà biết anh vào nhà nào à, sao mà kêu cây của nhà bạn này? Biết hả? Đâu vào nhà ai thử nói xem nào. Nãy thấy trên Facebook rồi, ghê ghê. À, chắc là mỡ cũng không hớt được xíu rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ thì ổng có tên hả? À ổng không có tên hả? Ờ đúng rồi, tìm hơi khó nha, nhưng mà anh cũng tìm được rồi á. Nhưng mà còn một cái, trước khi mà đi đến căn nhà đó thì các bạn hãy nhớ ấn cái gì mỡ? Like và đăng ký kênh nha. Thì còn yêu cả nhà nữa chứ trời. À, tại vì dạo này là mọi người á xem mà không chịu đăng ký kênh cho mình nha. Có mỗi là 2% trên 100% người đăng ký kênh cho mình á, có nghĩa là chỉ có mỗi 2 bạn trên 100 bạn ấn đăng ký kênh khi mà xem video của mình thôi. Trời ơi, như thế là không có được cái nha. Rồi rồi, mọi người ấn đăng ký kênh chưa? Mình sẽ để mọi người 3 giây nè. 3, 2, 1, biến hình. trời. Mình đến rồi các bạn ơi. Đây đây, bỏ tôi xuống đi trời. Đây chính là căn nhà mình giới thiệu cho các bạn nè. Nhưng mà hiện tại là bạn này là không có tên các bạn ơi. Nên là mình chỉ cho các bạn cách để vào căn nhà này nhá. À, đầu tiên là mình sẽ ấn vào chỗ phần bạn bè này. Tìm tên, đó chính là tên. À, ủa? Ý trời, sao không có một tên đã? Đây là cái tên mà mình cần copy cho các bạn. Đó, sau khi mà copy cái tên này, tìm ra cái nick kem đánh răng số 1 thì các bạn hãy ấn vào trong này nha. Xem cái phần bạn bè này. Đó, ở ngay phần bạn bè sẽ có cái tên mà không có tên gì đó, có mỗi cái ngôi sao này thì chính là cái nhà mà mình đang cho các bạn xem nha. Ok, đây, bây giờ thì mình sẽ tham quan căn nhà này nha. Đấy. Đấy, các bạn vừa vào lại sẽ thấy một cái cây gì đây. Cây gì này siêu bự luôn nè các bạn. Ủa, cây này là cây gì mỡ? Không biết hả? Ủa, mà cũng không biết thật nha các bạn. Hình như cây này là trong cái nhiệm vụ là đổi được cái gì á. Mà sao người ta làm được siêu bự như này ta? Nè, để mình zoom cho các bạn xem nha. Trời ơi, nó cao lắm luôn á. Khi mà rẽ lên thì sẽ có hai nhánh, là một nhánh sang bên trái này, là một nhánh lên trên các bạn ạ. Uầy, nhìn góc nào cũng rất là xinh luôn. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Đấy, bên dưới này là kiểu còn làm mấy cái nhánh phụ rất là nhỏ xinh nữa này. Đấy, từ từ để mình zoom lại cái để mình lên mình ngắm cho các bạn xem nha. Đây. Căn nhà này cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đây. Cây này là mình còn đi lên được luôn nè. Đó, thấy đã chưa? Đấy. Trời. Ơi, cái quả này giống như cái quả đào ấy các bạn ạ. Nhìn xa là giống như một cái cây đào ấy, nhưng mà đào cỡ lớn luôn đấy nha. Đào này là kiểu đào vào mùa xuân đấy các bạn, kiểu mới nở luôn. Nhưng mà nhìn gần thì cái cây này giống như kiểu là những cái quả đào mà sao lại có quả chồng ngược lên còn chồng ngược xuống ta. Hình như là cái cây này cũng giống ngoài đời thật đấy, nhưng mà mình không biết là cây ngoài đời thật đó là cây gì trời. Mình thấy comment ở trên Facebook là có bạn nào comment là cái cây này giống cây gạo ở ngoài đời các bạn ạ. Thì mình cũng thấy cây gạo rồi, nhưng mà cây gạo thì cái cành nó không được to như này nha. Cây gạo là cành nó phân tán rất là nhiều luôn, là khi nhìn xa là nó thành bao trùm giống như một cái cây cổ thụ các bạn, chứ nó không được rẽ nhánh như cây này. Cây này nó rẽ nhánh mà nó rất là đẹp luôn. Các bạn mà kiểu làm những cái cây như kiểu là gọi là cây bonsai các bạn, kỳ là đã luôn. Ui gì trời. À đây bên này còn cả một cái căn nhà đấy này các bạn. Đây thì nhà em nè hả? Trời mơ đi, đây nhà của chủ nhà chưa xin phép người ta đi vô trời. À đây. Ui, nhà này giống cái kiểu làm nhà tranh ấy các bạn. Để mình xem bên trong này có cái gì nào. À, chỗ này có một cái giường nè. Giường này giường pha kê à? Không phải là cái giường mà bình thường mình dùng ở trong cửa hàng các bạn ạ. Giường này giường nó hơi pha kê tí, là mình phải dùng hành động thì mới ngủ được. Đây. Đâu rồi? Ủa, cái hành động nó mất tiêu rồi. À đây. Đó, là phải nằm như này mới ngủ được nha các bạn. Ở bên này còn làm một cái cửa sổ mà có cái chống đỡ nữa nè. Hay chưa nè. Uầy, thấy gì không mỡ? Ủa, đi đâu rồi? Ủa? Chạy ra kia rồi chạy. Đang hỏi mà chạy. À đây, để mình xem nút bên trong rồi ra bên ngoài các bạn. À, bên này là sẽ làm thành một cái tủ thờ hay cái gì nè. Từ từ. Cái này đúng cái tủ thờ đúng không? Wow. Cái này là để cái ảnh ấy các bạn, nhưng mà kiểu trần này trong game thì bạn không có để được á, chứ không là cũng giống thật lắm luôn á. Bên cạnh còn làm kiểu là hai cái kính nữa nè. Uầy, nhìn giống ngoài đời ấy ta. Rồi, còn làm kiểu là mấy cái tranh, mấy cái treo xung quanh ở tủ đó nè. Ồ, đỉnh ấy trời. Mời đến. Còn bên này là sẽ làm một cái gì đây? Ủa, biết cái này là cái gì ông mỡ? Đây nè, cái này nè. Tivi hả? Trời ơi, chẳng biết cái gì. Này là cái cỗ máy thời gian. Đó đó kìa, đó đó. Cái mặt nó hiện kìa.
Ấy ấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy ghê chưa? Thì xong mà để mặt đấy. Này là cỗ máy thời gian của Doraemon á, kiểu nhưng mà bây giờ nó bị hỏng rồi nên nó bị cũ rồi không xài nữa hay sao nè. Nó đây nè, nó có mấy cái gì mà tín hiệu cái chỗ này nè, giống cỗ máy thời gian lắm á. Kệ tivi mà hả? Chắc là kệ tivi á, không phải cỗ máy thời gian đâu các bạn ơi. Thôi, đây đây, còn bên này là sẽ làm thêm mấy cái tủ này. Nhưng mà hình như mấy cái tủ này là mua trong gói này, các bạn cũng khá là xinh luôn nè. Ở giữa còn để cả một cái kiểu cái chậu hoa bên trong nữa, xinh quá trời ta. Đây, bên này để cái bàn ghế mà trên này treo cái gì nè. Rồi, cái đồ móc câu nè. Rồi, có cả cái mũ với cả cái gì ống nhòm nữa ta, ghê vậy ta. Như kiểu cái nhà khảo cổ ấy trời. Thì nhà em biết rồi, nhà em biết cái gì. Thế em thử đoán xem là cái cỗ máy này từ bao giờ rồi. Xem cái nhà này từ bao giờ rồi, đoán xem nào. 20 năm hả? Cái gì trời? Cái gì mà nhà này mà 20 năm nằm mà sáng bóng như thế này? Còn lâu nha, nhà này là nhà của anh nha. Bạn chủ tút mà xem được thì đừng có chửi mình nha. Tại mỡ nó bày trò đó. Đây không phải nhà mình nha các bạn. Cũng không phải nhà mỡ luôn nha, nhà của chủ tút nha các bạn. Đây thì bên ngoài là sẽ xây theo kiểu một cái tiểu cảnh nè. Đây nè, đây cái gì đâu? Cái gì? Này là cái gì? Ồ, cái vòi nước thôi mà. Có gì đâu, bình thường mà. Cái này kiểu như giếng khoan á trời. Ồ, bên này còn để kiểu là mấy cái đống củi nữa nè. Cái nhà y chang như kiểu là cái nhà tranh các bạn ạ. Ở đằng sau này có gì không ta? Đằng sau này kiểu là cái vườn nhỏ nhỏ, cây dừa nè. Đấy, cả cái chuối nữa nè. Wow, ôi, chỗ này còn có cả mấy cái cây hóa này. Mà sao tắt đường rồi, đi qua lại đi trời. Đây, đi bên này mới đúng. Đây. Đấy, cái này kiểu sân vườn cũng rất là đá nha. Này, ngồi đây ngắm chiêu này đó. Đây mình zoom cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy đã chưa? Đấy, hai bên cây dừa này, xong là tuyết rơi nữa chứ. Ôi, mà có để ý có cái cây dừa này nó có gì lạ không mỡ? Nè, lại đây mà xem này. Có thấy cây dừa này có gì lạ so với cái lúc mà mình đặt thông thường không? Không hả? Trời ơi, nhìn đây nè. Đây nhá, cái cây bên phải này là nó thẳng đứng nè, còn cái bên trái này nè, này là nó nghiêng nghiêng á, nhìn cho giống ngoài đời á. Nhìn xa thấy giống không? À hả? Là biết hay chưa mà? Có. Mười đen. Xịn lắm, xịn lắm, xịn nha. Rồi, ngoài này thì có mấy cây táo này. Để mình đi xung quanh xem còn cái gì các bạn ơi. Đi thử bên này đi. Bên này là có cái gì ta? Bên này là có cái vườn nhỏ nhỏ hồi nãy mà mình đi mà mình kẹt đó các bạn. Ui đẹp hả? Ui đẹp thật nè. Đấy, có để cả mấy kiểu mấy cái bình rượu hay bình cái gì chỗ này các bạn ạ. À không, hay là thùng phân trời. Cũng không biết nha. Cái này là cái gì mỡ? Thùng nước hả? Nhưng mà thùng nước sao nó lại có màu nâu? Nè, nó có màu nâu này trời. Tưới cây hả? Ủa, thùng nước tưới cây là phải màu nâu rồi các bạn. Ê, các bạn thử comment xem mỡ có đúng hay không nha, hay là mình đúng nha. Mình nghi nó là cái thùng phân đó các bạn ạ. Mỡ này gà, mỡ này không biết các bạn ạ. Nói thế thì chịu rồi. Để mình đi sang bên này các bạn ơi. Sang bên này là kiểu là xung quanh sẽ xây mấy cái kiểu cái thác nước các bạn. Nhưng mà thác nước trồng ngược nha. Xong là trồng ở dưới rất nhiều loại cây luôn. Rồi, có cây đào nè. Uầy, cái gì tía này. Có cả mấy cái cây kiểu mini giống cái cây lớn này các bạn. Đó, thay vì cây lớn thì thế này cũng có mấy cái cây mini này dạng xung quanh để trồng làm tiểu cảnh á. Wow, y như là một cái hòn đảo luôn á. Đã chưa? Ê, ở đây mà trốn tìm thì sao mỡ? Thử trốn ở trong này xem anh có tìm được không. Này này, từ từ để anh nhắm mắt cái nha. Nhớ trốn trong mấy bụi cây thôi nha. Để mình nhắm mắt cái bạn. Rồi, 5, 10, 15, 20. Đi tìm. Ui. Ủa kìa trời. Ủa trốn dữ chưa. Bên này nè. Ở đâu vậy? Ơ kìa. Tôi thấy đây mà. Ủa chạy đâu mất rồi các bạn ơi. Đây nè. Nhảy xuống đó là bị rớt à. Trời. Nó đây là các bạn đi tham quan thì đi trên này nha, đừng có đi xuống dưới nha các bạn. Đấy, nói chung là cái khu này rất là đẹp luôn. Để mình sẽ kiếm một cái chỗ mà cái chỗ nào để mình ngắm được toàn bộ cái cây ra. Mình thử nhảy lên đây xong có ngắm toàn bộ cái cây đúng không các bạn. Đây. Uầy. Nhảy lên đây xong zoom ra nhanh ngắm luôn được cả cái cây này mỡ nè. Lên đây. Nhìn đã cực luôn á. Trời ơi các bạn nhìn nè. Xung quanh là bạn còn đặt kiểu mấy cái thảm mây nữa. Nhìn y như là kiểu một cái đảo trên bầu trời luôn á. Đẹp chưa? Wow kìa. Siêu đẹp luôn. Đây còn mình để lại hồi nãy mình đi qua cái chỗ này mình không cho các bạn xem kỹ cái phần gốc nè. Cái phần gốc này nha là bạn trang trí rất là kỹ nha. Cái chỗ này á là kiểu làm thêm một cái thảm đất ở bên dưới á. Là bạn làm bằng những cái khối gỗ này, còn ở bên trong là bạn lát bằng những kiểu là những cái thảm cỏ các bạn. Đấy, xung quanh đặt rất là nhiều hoa luôn. Hồi nãy mình đi mình không cho các bạn xem để mình quay cho các bạn xem kỹ nha.
mà làm hơi bị tinh tế luôn. Chỗ này còn làm cả mấy cái rễ bằng cái gì ta, bằng cái đèn mà có cái gỗ ấy các bạn, mình quên tên mất tiêu rồi. Để cảm giác cho giống kiểu là một cái cây cổ thụ á. Trời ơi, kiểu cười là xinh luôn. Ê, chạy ra đây à, để chụp ảnh cái một tấm ảnh lưu niệm cái này mỡ nè. Hay là đây chụp ảnh lưu niệm cái coi. Đây 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 đây, thì mình lấy cái ảnh ra mình chụp cho các bạn. Siêu đẹp luôn, y như là trong tranh á. Ở đâu rồi? À đây 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 đây. 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 Rồi 2 3 cười nè. 2 3. Ủa là cười dữ chưa? Ok ok mọi người ơi. Thì hiện tại mình tham quan cũng gần hết rồi. Ui, trời cũng khá là tối rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp một cái hôm qua nha. Hôm qua là mình có đăng một cái video á, là cũng được khá là nhiều view luôn. Đây nè. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nha. Có một cái rất là hay ho luôn. Đây 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 đây. Đây. Ui, trong tường này bây giờ các bạn ký cực kỳ là nhiều luôn. Ủa gì trời, có cái thanh niên nào đây? Zombie Play 221213 là ai đây? Còn ký em anh Zombie Play đi ạ. Thôi tôi chịu rồi. Đâu rồi, bên dưới này có rất là nhiều bạn ký luôn. Ui, chỉ trong mỗi ngày 27 luôn nha. À, nhiều nhiều bạn ký lắm luôn á. Thì mình sẽ lựa chọn một vài cái tên ở trong cái tường này để ký ngày hôm nay nha các bạn. Nhưng là sau thì các bạn phải comment ở bên YouTube thì mình sẽ ký nha. Ok, bây giờ mình sẽ ký 5 bạn nha. Bạn Zinni nè. Wow, tóc vàng luôn đó ta. Tiếp theo là bạn này nha. Oren Idol nè. Ký cái nha các bạn. Wow. Tiếp theo là bạn Pionzi, có bộ đồ rất là dễ thương luôn nè các bạn. Ký luôn nè. Wow. Thứ tư là bạn Dũng CF nè nha các bạn. Ui, có một cái bạn lô khảo sát nè, dễ thương vậy ta. Xuân nè. Rồi, đã ký rồi nha. Bạn cuối cùng sẽ là bạn Ngân Idol nè. Ui, có một cái tóc hai búi nữa ta. Trời ơi, còn đeo một cái vương miện nè. Rồi, vậy là mình đã ký cho bạn cuối cùng rồi nha. Điều kiện rất là đơn giản luôn nha. Là mọi người hãy xem hết video này của mình nè. Sau đó là ấn like cũng như là ấn subscribe cho mình nha. Sau đó là comment xuống bên dưới phần YouTube cho mình nha các bạn. Thì sau đó mình sẽ copy tên và nhập vào trong game, tìm tên in game của mọi người và ký tương vào cuối video nha. Bình luận tên game và ký em nha mọi người. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ok ok nha mọi người. Video đến đây cũng hết rồi. Bây giờ thì làm gì ta? Buổi tối vui vẻ nha mọi người. Cái gì trời? Bye bye mọi người nha. Rồi rồi, bây giờ mình đi ăn cơm đây. Bye bye.